643 Phật thuyết Quán Phật Tam Mười Hai Kinh quyển 6 Phẩm 5 Quán Bốn Tâm Vô Lượng. Bây giờ khi Đức Thế Tôn nói lời đó rồi, nhân năng lực của tâm Đức Phật, 10 tia sáng màu trắng từ tim Đức Phật phóng ra. A sang ấy soi khắp các thế giới ở 10 phương. Trong mỗi tia ánh sáng có vô lượng vị hóa Phật ngồi trên hoa sen báu. Đại chúng trong hội thấy ánh sáng của Đức Phật như nước pha lê, có người thấy như sữa. Theo các vị hóa Phật, từ ngực Đức Phật phát ra rồi nhập vào ở rốn Đức Phật. Đi thuyền báu lớn dạo chơi nơi vùng tim Đức Phật. Qua lại chỗ người chịu tội trong 5 đường. Mỗi tội nhân thấy các vị hóa Phật thân thiết như cha mẹ, bạn lành của mình. Dần dần được nghe các ngài nói pháp suốt thế gian. Lúc đó giữa hư không có âm thanh lớn bảo các đại chúng rằng: Hôm nay, các ông nên quán sát tâm Phật. Tâm các Đức Phật chính là Đại Từ. Đối tượng duyên đến của tâm đại từ là các chúng sinh khổ. Đức Phật bảo A Nan rằng: Sao gọi là tâm từ? Tâm từ là nên phải giữ tâm chánh niệm duyên vào chúng sinh khổ. Chúng sinh khổ là những người rất khổ não trong 3 đường ác. Khi Đức Phật nói lời đó, đại chúng trong hội thấy trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Nhờ năng lực của Tam Muội giải thoát tướng khiến cho các chúng sinh tự biết mạng sống đời trước của mình. Chư vị thấy những người chịu khổ đó đều là cha mẹ, thầy trò, các bạn bè của mình trong vô lượng kiếp ở đời trước. Thế rồi họ rơi lệ đảnh lễ Phật bạch rằng: Bạch Thế Tôn, hôm nay chúng con nhờ thần lực Phật nên thấy các chúng sinh khổ đó đều là chính là cha mẹ sư trưởng của chúng con. Đức Phật bảo chúng rằng: Chúng sinh ba cõi luân hồi trong 6 đường như bánh xe lửa xoay, hoặc làm cha mẹ anh em, dòng họ thân thuộc, tất cả mọi người trong ba cõi không ai chẳng là người thân của các ngươi. Vậy thì tại sao lại khởi lòng giết hại ganh ghét? Đức Phật nói lời đó xong, vô tình phạn cùng tất cả đại chúng bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, sao gọi là tam muội từ tâm? Xin nguyện Đức Thế Tôn giảng nói sơ lược. Đức Phật bảo đại chúng rằng: Luận về tâm từ, ý tưởng khởi lên trước tiên phải liên hệ với người thân thuộc. Khi giữ chánh niệm, nghĩ đến cha mẹ mình đang chịu các khổ não, có người bất hiếu chỉ nghĩ đến sự yêu thương của vợ con mình mà không nghĩ đến chúng sinh chịu các khổ não. Có người thấy chúng sinh bị ghẹ lở ung nhọt rồi, họ suy nghĩ phải làm sao để cứu giúp. Một ý tưởng thành tựu rồi nên khởi hai ý tưởng. Hai ý tưởng thành rồi thì nên khởi ba ý tưởng. Ba ý tưởng thành rồi thì ý tưởng chứa đầy một nhà. Một nhà ý tưởng thành rồi thì chứa đầy cả tăng phường. Một tăng phường thành rồi thì chứa đầy một gia tuần. Một gia tuần thành rồi thì chứa đầy một cõi diêm phù đề. Một cõi diêm phù đề thành rồi thì chứa đầy cõi phất bà đề. Cõi phất bà đề thành rồi thì chứa đầy ba thiên hạ. Cứ như vậy rộng dần chứa đầy cõi 10 phương. Thấy hết chúng sinh ở phương Đông đều là cha mình, thấy chúng sinh ở phương Tây đều là mẹ mình, thấy chúng sinh ở phương Nam đều là anh mình, thấy chúng sinh ở phương Bắc đều là em mình, thấy chúng sinh ở phương dưới đều là vợ con, thấy chúng sinh ở phương trên đều là sư trưởng. Có những chúng sinh ở bốn góc đều là Sa môn và La môn. Thấy những chúng sinh đó đều chịu khổ não hoặc bệnh nặng, hoặc thấy họ ở tại núi đao, rừng kiếm, xe lửa, lò than, chịu tất cả các việc khổ. Thế rồi, hành giả buồn khóc muốn cứu vớt những người, những nỗi khổ ấy. Tự khởi lên ý tưởng, cởi hoa sen báu đi đến chỗ những người đó, đích thân xoa bóp, rửa ghẹ lở cho họ. Thấy lửa địa ngục, hành giả lo buồn, rơi lệ, muốn diệt tắt lửa ấy. Thấy các quỷ đói, hành giả chích thân chảy máu, hòa thành sữa cung cấp cho quỷ đói được no đủ. Đã nói đủ rồi thì họ vì chúng nói pháp, khen Phật, khen Pháp, khen Tỳ Kheo Tăng, khen ngợi rồi hành giả lại lo buồn, lòng không hề muốn rời bỏ. Như vậy cùng cực của tâm từ khiến cho được thông suốt, từng việc được nói rộng rãi trong tam muội về lòng từ. Tâm từ như vậy gọi là tu tập lòng từ. Tu tập lòng từ rồi, tiếp theo phải thực hành tâm bi. Bi là thấy chúng sinh chịu khổ như mình bị tên bắn vào tim, như phá hủy trong mắt, lòng rất bi khổ,
toàn thân tuôn máu. Muốn cứu vớt nỗi khổ ấy, tâm bi như vậy có trăm ức môn, nó đầy đủ trong tam muội đại bi. Thực hành từ bi rồi tiếp theo là tu hành đại hỷ, thấy những chúng sinh yên ổn vui vẻ, lòng hoan hỷ như mình an vui không khác. Đã hoan hỷ rồi, tiếp theo là tu hành pháp xả, những chúng sinh đó không có tướng đến đi, như tâm tưởng sinh ra. Tâm tưởng sinh nghĩa là nhân duyên hòa hợp, tạm gọi là tâm. Tâm tưởng này giống như cuồng hoa từ điên đảo khởi lên, khổ từ tưởng khởi lên, vui từ tưởng sinh ra. Tâm như bên trong cây chuối không hề chân thật bền chắc. Nói đầy đủ như trong kinh 10 ví dụ. Khi khởi sự quán tưởng đó thì hành giả chẳng thấy thân tâm mà thấy tất cả pháp đều đồng như Phật tánh. Đó gọi là thân thọ tâm pháp của Bồ Tát. Nương nhờ pháp này, hành giả tu hành 37 pháp hỗ trợ Bồ Đề. Nếu có thụ chứng là pháp thanh văn, còn chẳng thụ chứng là pháp Bồ Tát. Nói lời nói đó xong, ánh sáng nơi thân Đức Phật càng thêm rực rỡ. Từ tim Đức Phật phóng ra ánh sáng, trong các ánh sáng đó sinh ra các hoa báu. Mỗi hoa báu có hàng hà sa số hoa báu xung quanh. Trên mỗi hoa báu có vô lượng vô biên hóa Phật nhiệm màu, thân cao một trượng sáu, như Phật Thích Ca Văn khi thứ này xuất hiện. Lỗ chân lông thân Đức Phật có 84.000 hoa sen báu. Trên mỗi hoa sen có 84.000 vị đại hóa Phật, mà thân thì vô lượng vô biên. Như vậy, những lỗ chân lông và nơi tim của các vị hóa Phật cũng phóng ra ánh sáng như đã nói trên. Ánh sáng như vậy xuất khắp mười phương, rồi nhập vào nơi đỉnh đầu Phật, vào và tỏa ra ở tướng lông trắng giữa hai chân mày của Đức Phật. Ánh sáng từ tướng Bạch Hào phóng ra soi khắp mười phương giống như lá cờ bằng vàng, khiến cho đất khắp mười phương đều thành màu vàng ròng và cuốn các vị hóa Phật vào trong miệng của Đức Phật. Rồi từ miệng Đức Phật, ánh sáng phát ra cũng soi khắp mười phương là nhập vào ngực Đức Phật. Từ ngực Đức Phật ánh sáng phóng ra lại soi khắp mười phương là nhập vào rốn Đức Phật. Khi ánh sáng này vào trong thân Đức Phật thì như nước lưu ly lắng trong chẳng động, tất cả chúng sinh trong bao cõi năm đường đều ánh hiện trong tim Đức Phật. Hành giả thấy các vị hóa Phật ngồi trên đại báu lớn giống như thuyền báu du hành trong thân Đức Phật. Tất cả các vị hóa Phật khen ngợi sự chẳng giết hại, khen ngợi sự niệm Phật, khen ngợi sự niệm Pháp, khen ngợi sự niệm Tăng, khen ngợi sự niệm giới, khen ngợi sự niệm thí, khen ngợi sự niệm thiên, khen sáu pháp hòa kính, khen tam muội về tâm từ. Sáu niệm này có thể sinh ra các pháp thiện. Sáu niệm này chính là nhân của các đức Phật. Tâm Phật chính là tâm sáu niệm. Nhờ sáu pháp hòa kính mà được pháp này, muốn thành Phật đạo phải học tâm Phật. Nói lời nói đó xong, ánh sáng của thân Đức Như Lai sáng rực rỡ bội phần. Số hóa Phật của thân Đức Phật và hoa sen báu nhiều chẳng thể biết. Ánh sáng mỗi hoa như các loài hoa đã nói. Người quán như vậy gọi là chánh quán. Nếu quán khác đi thì gọi là tà quán. Sau khi Phật diệt độ, các đệ tử của Phật tu sáu niệm thì gọi là niệm về tâm Phật. Niệm về tâm Phật thì trừ được tội sanh tử trong 12 ức kiếp. Người quán tưởng như vậy thì đời trời nhất định chẳng tà kiến, lòng chẳng hẹp hòi sằng bậy, luôn luôn gặp được Phật bậc Bồ Tát vô sinh. Người như vậy nếu sinh vào chỗ biên địa không có Phật Pháp thì nhờ năng lực công đức niệm Phật nên tự nhiên giác ngộ giải thoát thành Bích Chi Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn nói lời nói đó xong, thu ánh sáng nơi thân lại như cũ. Đức Phật thưa vua cha rằng, như ánh sáng bạch hào của tướng bậc đại nhân và tất cả các tướng có thể quán tưởng nghịch, quán tưởng thuận hay quán tưởng phân biệt, thì quán tưởng toàn bộ vầng sáng tròn và thân một trượng sáu, chỉ phát tâm quán tưởng như vậy, còn quán thấy hay chẳng thấy đều được tiêu trừ các tội lỗi như trên đã nói. Giả sử có thí chủ đủ năm thần thông được ngập như ý bi khắp các thế giới ở mười phương, số chúng sinh của mỗi thế giới ở mười phương chẳng thể biết được. Chỉ dùng từ vô lượng vô biên chỉ chung cho số lượng ấy. Số chúng sinh nhiều như vậy đều là A-la-hán. Vì đại thí chủ đó hết vô số kiếp cúng dường những bậc hiền thánh đầy đủ bốn việc,
không thiếu thốn. Người đó được phước chắc là nhiều lắm lắm chăng? Vua đáp rằng, chỉ cần cúng dường những vị la hán của một phương đã được phước không lường, huống gì cúng dường vô lượng a la hán khắp mười phương. Đức Phật nói với vua cha rằng, giả sử có người làm cho các chúng sinh tà kiến có số lượng nhiều như đã nói trên được thành tựu, đều khiến cho những người đó được đạo a la hán với 36 thông đủ tám giải thoát, thì cũng chẳng bằng phát tâm hướng về trí tuệ Phật mà niệm Phật trong giây lát. Khi Đức Phật nói lời đó thì một ức người dòng họ Thích trong chúng Thích Tử phát tâm vô lượng chánh đẳng chánh giác, từ thề chẳng cầu đạo Thanh Văn và Bích Chi Phật, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, thân của các Đức Phật phân ra thậm chí chỉ một sợi lông mà có vô lượng hóa Phật, thì thân của các Thanh Văn chỉ như một vật hư mục chỉ đen, nào có ích gì. Phẩm 6, Quán Bốn Oai Nghi, phần 1. Bấy giờ Đức Thế Tôn ở trong đại chúng liền đứng dậy, bước chân đi vào hư không. Vua cha nhìn thấy lòng rất hoan hỷ, cũng đi theo Đức Phật. Khi Đức Phật nhấc chân lên, xuất hiện tướng bánh xe có 1.000 nang hoa dưới chân. Mỗi cánh, mỗi bánh xe đều mưa xuống 8.400.000 hoa sen báu. Mỗi hoa sen báu lại hóa ra 8.400.000 ức vô số hoa. Mỗi hoa sen báu hóa thành một đài hoa. Mỗi đài hoa, mỗi cánh hoa chia khắp vô lượng thế giới ở mười phương. Mỗi hoa sen có 8.400.000 cánh. Mỗi bước chân của Đức Thích Ca Mâu Ni bước vào hư không đều mưa xuống hoa báu. Mỗi hoa như vậy là có vô lượng bước chân Phật bước vào hư không, nhiều như bụi trần. Vua cha nhìn thấy lòng rất vui mừng, đắc quả A-na-hàm, năm vóc dao xuống đất đảnh lễ Phật. Đại chúng trong hội đều nhìn thấy việc này, bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, thế giới ở mười phương có vô số hóa Phật, vị nào là Đức Phật thật, vị nào là hóa Phật? Đức Phật bảo đại chúng rằng: Cái Đức Phật Như Lai nhập vào cảnh giới rỗng lặng, tam muội giải thoát, tùy ý tự tại, không có thân thật hay thân biến hóa. Vì sao? Vì tâm Phật tịch tỉnh là nhập vào tam muội không tịch giải thoát quang minh vương. Nhờ năng lực của định này nên các Đức Phật Như Lai hóa ra vô biên thân. Vô biên thân chính là nhất thiết trí. Nhất thiết trí gọi là tam muội vô trước. Nhờ tam muội vô trước nên Đức Như Lai thể hiện các hạnh, hoặc hiện đi khất thực, hoặc hiện đi kinh hành. Hai pháp như vậy đem lại lợi ích cho chúng sinh. Nếu chúng sinh nào khi Phật còn ở đời nhìn thấy Đức Phật đi trong từng bước thấy được tướng bánh xe có 1.000 nang hoa, thì họ tiêu trừ được các tội ác cực nặng trong 1.000 kiếp. Sau khi sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, người nào nhập vào tam muội chánh thọ quán tưởng được bước đi của Phật, tôi cũng tiêu trừ được tội ác cực nặng trong 1.000 kiếp. Người tuy chẳng quán tưởng sự đi của Phật mà thấy dấu chân của Phật, thấy hình tượng Phật đi từng bước, tôi cũng tiêu trừ được nghiệp ác cực nặng trong 1.000 kiếp. Đức Phật bảo A Nan rằng: Từ hôm nay ông hãy đem lời dạy của Như Lai nói cho khắp các đệ tử rằng, sau khi Phật diệt độ tạo hình tượng đẹp khiến cho thân tướng đầy đủ, cũng làm ra sắc lượng của vô lượng hóa Phật và khai thông ánh sáng nơi thân, cùng vẽ dấu chân của Phật bằng lụa màu phi diệu, và đem ngọc pha lê đặt ở chỗ tướng bạch hào, khiến cho chúng sinh được thấy tướng đó. Thấy tướng đó, chỉ nhìn thấy tướng này, lòng sinh hoan hỷ, từ người này trừ bỏ được tội sinh tử trong năm ức vô số kiếp, nhiều như số cát sông Hằng. Lời nói lời đó xong, Đức Như Lai lại ngồi vào tòa. Vua cha lại hỏi Đức Phật rằng: Xuất thế gian có lợi ích gì, có thể làm cho chúng sinh an vui sao? Bây giờ Đức Thế Tôn nói với vua cha rằng: Ông trưởng giả Tu Đạt, trong thành Xá Vệ có nuôi một bà lão tên là Tỳ Khư La, cẩn trọng siêng năng đối với gia nghiệp, nên được ông trưởng giả cho giữ chìa khóa kho. Việc xuất nhập lấy cho tất cả đều giao cho bà. Ông trưởng giả Tu Đạt thỉnh Phật và chúng tăng đã cung cấp những đồ cần dùng. Các vị tỳ kheo bệnh yêu cầu nhiều thứ. Bà lão vốn bỏng sẻn tham lam, sân giận, tị hiềm,
Đối với Phật, Pháp và chúng tăng, đã nói rằng, ông trưởng giả nhà ta ngu si, mê hoặc, bị pháp thuật của Sa môn, những kẻ ăn xin đó, muốn nhiều không chán. Có thứ đạo gì lạ vậy? Nói lời đó rồi, bà lại phát nguyện ác rằng, khi nào mới được không nghe danh hiệu Phật, chẳng nghe tên Pháp, chẳng thấy người cạo đầu, nhuộm áo. Tiếng ác như vậy được một người nghe, rồi lại hai người nghe, lần lượt khắp trong thành xá vệ đều nghe. Phu nhân Mạc Lợi nghe lời nói này rồi, nói rằng tại sao ông tu đạt như hoa sen đẹp mà người ưa nhìn thấy, tại sao ông lại có con rắn độc hộ vệ. Nói lời đó xong, bảo ông tu đạt rằng, ông hãy sai vợ ông đến, ta muốn nói chuyện với bà ấy. Bà Anang Bân Đê đi mau đến cung cung vua, đến làm lễ xong, rồi đứng qua một bên. Phu nhân Mạc Lợi lệnh cho tòa ngồi. Khách ngồi xong, phu nhân nói rằng, bà lão của gia đình ngươi ác khẩu, hủy bán tam bảo, sao chẳng đuổi bà ấy đi? Bà Anang Bân Đê quỳ xuống bạch rằng, mặt trời Phật ra đời, được nhiều sự thấm nhuần lợi ích. Ương Quật Ma Lê là người đại ác, Ni Đề kẻ hèn hạ, Khí Hư hạng Chiên Đà La, Đức Phật đều có thể thu phục, huống gì một nô tỳ già mà chẳng thể điều phục. Phu nhân Mạc Lợi nghe lời đó rồi rất vui mừng, nói rằng, ta muốn thỉnh Đức Phật, bà hãy sai bà lão nô tỳ đó đến. Hôm sau đến giờ ăn, phu nhân thỉnh Đức Phật và tăng chúng vào cung cúng dường. Ông trưởng giả sai bà lão mang bình đựng đầy ngọc mani vàng đến khuyến trợ nhà vua cúng dường chúng tăng, bảo rằng, này người đáng tin cậy, ngươi hãy đem cống vật này dâng lên nhà vua. Bà lão nô tỳ nghe lời nói đó rất vui mừng, mang bình báu chạy đi. Phu nhân Mạc Lợi thấy bà lão kia đến thì nghĩ rằng, người tà kiến sẽ được Đức Phật hóa độ, có thấy người này khi được hóa độ nhất định sẽ đạt được pháp lợi. Bấy giờ Đức Thế Tôn từ cửa chính đi vào, Nang Đà ở bên trái, A Nan ở bên phải, La Hầu La theo sau Đức Phật. Bà lão thấy Đức Phật lòng kinh hãi, dựng tóc gáy, nghĩ rằng thật đáng ghét, người này theo ta đến sau. Tức thời bà muốn rút lui, theo lỗ chó chui ra thì lỗ chó liền đóng lại, những hẻm nhỏ bốn phía đều đồng thời đóng chặt lại, chỉ có con đường chính mở ra. Bà lão che mặt bằng quạt, tự ngăn cản muốn thấy Đức Phật. Nhưng Đức Phật ở trước bà khiến cho quạt trong suốt như gương, không có gì ngăn ngại. Bà quay đầu về đông, nhìn thấy phương đông có Phật. Về nam, nhìn thấy phương nam có Phật. Về tây, nhìn thấy phương tây có Phật. Về bắc, nhìn thấy phương bắc có Phật. Ngẩng đầu ngước nhìn lên phương trên có Phật. Cúi đầu sát đất thì đất hóa thành Phật. Dùng tay che mặt thì 10 ngón tay đều hóa thành Phật. Bà lão nhắm mắt lại thì tâm nhãn liền mở ra, thấy tất cả hóa Phật trong hư không đầy khắp các cõi 10 phương. Khi tướng này hiện, trong thành xá vệ có 25 người con gái Chiên Đà La, 50 người con gái Bà La Môn và những người hèn hạ, cùng với 500 người con gái trong cung của phu nhân Mạc Lợi, lòng sinh hủy bán, chẳng tin Phật Pháp. Họ thấy Đức Phật Như Lai chân bước đi trong hư không, vì bà lão hiện ra vô số thân, lòng rất vui mừng, phá tan lưới tà kiến, cúi đầu cung kính đảnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn. Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng âm thanh phạm an ủi những người con gái rằng, này những người con gái, các cô hôm nay có thể xưng lên Thích Ca Mâu Ni, xưng danh hiệu của ta, quán tưởng thân tướng của ta, các cô sẽ được giải thoát. Đức Phật nói lời đó xong, thì những người con gái đồng thanh nói, Nam Mô Phật. Đức Phật phóng ra ánh sáng tướng long trắng giữa hai chân mày soi sáng tâm của những người con gái. Những người con gái thấy Đức Phật bước đi oai nghi, đỉnh đạt. Dưới chân mưa hoa giống như chiếc lọng hoa, hóa Phật nhiều như rừng cây chẳng thể kể xiết. Những người con gái nhìn thấy Phật, thấy vậy đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bà lão thấy Đức Phật tài kiến chẳng tin mà còn trừ được tội sinh tử của 80 vạn ức kiếp, huống là lại có thể có thiện ý cung kính lễ bái. Bây giờ bà lão nhờ được thấy Đức Phật nên hẻm nhỏ lối mòn mở ra trở lại, liền chạy vội về nhà thưa với chủ nhà rằng,
Hôm nay tôi gặp phải điều rất xấu là phải đối mặt với ông Sa Môn Cù Đàm tại cửa của ông vua trước mặt nhiều người. Ông ấy làm những điều yêu mị biến hóa, thân như núi vàng rồng, nhiều loại hoa ánh lên đẹp đẽ, mắt hơn hẳn hoa đóa sen xanh, có hàng vạn ức ánh sáng chẳng thể thấy đủ được. Sa Môn giỏi huyền thuật, thế gian không ai sánh bằng. Đại gia tuổi nhỏ có thể chẳng ưa nhìn thấy. Nói lời đó rồi, bà vào trong lồng gỗ, dùng hàng trăm bức màn bằng da che bên trên lồng gỗ, dùng vải trắng buộc đầu, lui vào nằm chỗ tối. Bây giờ, Đức Thế Tôn trở lại rừng Kỳ Đà, phu nhân Mạc Loại bạch rằng: Bà Thế Tôn, nguyện xin Thế Tôn hóa độ cho bà lão tà kiến, đừng trở lại tinh xá. Đức Phật bảo bà Mạc Loại rằng: Người đàn bà này tội nặng, đối với Phật không có duyên, nhưng đối với La Hầu La thì có nhân duyên lớn. Hôm nay Phật đi là để tiêu trừ tội cho bà ấy. Nói lời đó rồi, Đức Phật liền trở về tinh xá, bảo La Hầu La rằng: Ông hãy đi đến nhà ông đại trưởng giả Tu Đạt, hóa độ bà lão ác. Khi Đức Phật nói lời đó, 1.250 vị Sa Môn đều thưa rằng: Chúng con hôm nay nguyện xin đi theo. Bấy giờ, La Hầu La nương y thần Đức Phật nhập vào chánh định như ý, lễ bái xong, dạo quanh Đức Phật 7 vòng, liền tự hóa thân làm Chuyển Luân Thánh Vương, A Nan hầu bên trái, Nan Đà hầu bên phải, 1.250 vị tỳ kheo hóa thành 1.000 người con, A Nan làm thần điển tạng, Nan Đà làm thần chủ binh, bảy báu bốn binh đều đầy đủ. Lúc đó bánh xe vàng báu ở trong hư không, ở trên đài hoa sen dẫn đường đến nhà trưởng giả Tu Đạt. Quỷ Dạ Xoa nói lớn rằng: Thánh vương ra đời, đuổi hết những người ác, tuyên dương pháp thiện. Bà lão nghe rồi, lòng rất vui mừng, nghĩ rằng thánh vương xuất hiện thì có ngọc như ý. Điều gì cầu xin mà chẳng thể được thì nên nói ở đây. Bây giờ thánh vương khua chuông đánh trống, cưỡi xe báu lớn đi đến nhà ông Tu Đạt. Bà lão nhìn thấy rất vui mừng, nghĩ rằng thánh vương ra đời đem lại nhiều điều thấm nhuần lợi ích, biết phân biệt thiện ác, nhất định sẽ chẳng bị sự mê hoặc của Sa Môn. Bà từ lòng cây chui ra, lễ kính thánh vương. Thánh vương liền sai thần chủ tạng báu đi đến chỗ bà, bảo rằng: Này người chị em, đời trước của ngươi có phước ứng với tướng vương giả, hôm nay thánh vương muốn dùng ngươi làm ngọc nữ báu. Bà lão thưa rằng: Thân con thấp hèn giống như phân bẩn, được thánh vương hạ cố hỏi đến đã là vui mừng không lường, nên làm sao đủ sức làm ngọc nữ báu. Nếu ngài đoái thương đến con thì lệnh cho đại gia của con thả con được giải thoát, sự ân tứ này đã là nhiều lắm rồi. Khi ấy thánh vương bảo Tu Đạt rằng: Bà lão của ngươi các tướng cao vời, nay ta muốn đem xung làm ngọc nữ báu. Tu Đạt bạch rằng: Tuân mạng, theo lệnh ngài nguyện dâng lên đại vương. Bà lão nghe mình được phóng thích, vui sướng vô cùng. Thánh vương liền dùng ngọc như ý soi sáng mặt bà, khiến cho bà tự thấy mình như ngọc nữ báu, nên hoan hỷ bội phần, nói rằng: Các sa môn bàn cao nói lớn, tự nói có đạo mà không một chút hiệu nghiệm. Bậc thánh vương ra đời đem lại nhiều lợi ích rộng lớn, khiến cho thân già tệ hại của ta giống như ngọc nữ báu. Nói lời đó rồi, bà giam mình sát đất đảnh lễ thánh vương. Bấy giờ thần điển tạng tuyên bố lệnh dạy của vua là xiển dương 10 pháp thiện. Người nữ tỳ nghe 10 pháp thiện lòng rất vui mừng, liền nghĩ rằng ý nghĩa lời nói của thánh vương thì không gì chẳng thiện. Rồi bà đảnh lễ hối lỗi đức vua, tự trách mình nên tâm được thuần thục. Lúc đó La Hầu La trở lại thân cũ. Bà lão ngẩng đầu lên tới 1.250 vị tỳ kheo, liền nói rằng: Phật pháp thanh tịnh chẳng bỏ chúng sinh, tội ác như ta mà còn được hóa độ. Nói lời đó rồi, bà cầu thọ 5 giới. La Hầu La vì bà nói pháp tam quy và trao cho 5 giới. Bà lão nghe pháp này, trong khoảnh khắc chưa cất đầu lên đã thành đạo quả Tu Đà Hoàn, thân rất vui mừng, từ dưới đất vượt lên bảo Tu Đạt rằng: Hay thầy thưa trưởng giả, phá tan lưới tà kiến,
Đức Như Lai ra đời chính là vì điều này. Lê Hồ La đưa bà lão đến rừng Kỳ Đà. Đến nơi, bà thấy thân tướng Đức Phật màu vàng tròng, hoan hỷ chắp tay đảnh lễ Đức Phật, sám hối tội đã tạo từ trước, cầu xin Đức Phật được xuất gia. Đức Phật bảo Lê Hồ La, ông đem bà lão này đến chỗ Di Mẫu Kiều Đàm Di. Trong thời gian trên đường đi, Lê Hồ La vì bà nói pháp khổ, không, vô thường, vô ngã. Bà lão nghe pháp xong, đầu tóc tự rụng, thành tỳ kheo ni với 36 thông, đủ 8 giải thoát, thân bay lên hư không, thực hiện 18 sự biến hóa. Phu nhân mạc lợi của vua Ba Tư Nạc thấy sự biến hóa này, đồng rất vui mừng, khen rằng, hay thay, mặt trời Phật xuất hiện ở thế gian phá tan bóng tối vô minh, khiến cho người tà kiến đạt đạo A-la-hán. Nói lời đó xong, phu nhân đảnh lễ Đức Phật bạch rằng, bạch Thế Tôn, bà lão này đời trước có tội gì mà sinh ra chỗ thấp hèn, làm tôi tớ của người, lại có phước gì mà may mắn được gặp Đức Thế Tôn, như tấm vải trắng tốt, dễ nhuộm màu sắc, ngay tức thời được đạo A-la-hán. Đức Phật bảo rằng, này đại vương, hãy lắng nghe, lắng nghe, khéo suy nghĩ điều đó, Như Lai sẽ bị đại vương phân biệt giảng nói. Thuở quá khứ xa xưa, cách đây vô số kiếp, có Đức Phật Thế Tôn hiệu là Nhất Bảo Cái Đăng Vương Như Lai, đầy đủ 10 hiệu. Sau khi Đức Phật đó diệt độ, trong đời tượng Pháp, có vị vua tên là Tạp Bảo Hoa Quang. Vua ấy có người con tên là Khoái Kiến, cầu xin được xuất gia. Vua cha liền đồng ý, dương tử đi vào núi. Đến trong tăng phường cầu xin xuất gia thì có một vị tỳ kheo thông minh đa trí, hiểu sâu thật tướng, nhận làm đệ tử. Là có một tỳ kheo tên là Đức Hoa Quang, kheo léo nói điều cốt yếu của pháp, động viên sách tấn lúc mới học. Vương tử tỳ kheo tuy đã xuất gia nhưng còn tâm kiêu mạn. Hòa thượng vì vương tử nói pháp vi diệu sâu xa, ý nghĩa đại không của Bát Nhã Ba La Mật, dân tưởng nghe rồi lấy giải lầm lẫn, giảng nói tà bậy. Sau khi vị tỳ kheo diệt độ, vương tử liền nói rằng, đại hòa thượng của ta rỗng không, không có trí tuệ, chỉ có thể khen ngợi việc hư vô rỗng không, nguyện sinh đời sau của ta chẳng ưa thấy vậy. Vị a sa lê của ta trí tuệ biện tài, nguyện sinh đời đời làm thiện tri thức. Tỳ kheo vương tử nói lời đó xong thì từ đó hệ pháp nói là phi pháp, phi pháp nói là pháp, dạy đồ chúng làm theo tà kiến. Tuy giữ gìn giới cấm uy nghi chẳng sai sót, nhưng do lý giải lầm lẫn nên sau khi qua đời nhanh chóng như tên bắn, bị đọa vào địa ngục A Tỳ 80 ức kiếp, luôn chịu khổ não, tội hết mới ra làm người nghèo hèn. 500 đời làm người tai điếc mắt mù, 1.200 kiếp luôn làm tôi tớ cho người. Khi Đức Phật nói điều đó, phu nhân mạc lợi có 500 nữ tỳ sám hối tự trách, phát tâm bồ đề, nguyện sinh đời sau hiểu rõ được pháp không sâu xa. Đức Phật bảo đại vương rằng, vị hòa thượng ấy đã chính là thân ta, vị a sa lê đã chính là La Hầu La, vị tỳ kheo vương tử chính là bà lão này. Đồ chúng đệ tử thì hôm nay là những người con gái tà kiến đang phát tâm bồ đề. Khi Đức Phật nói điều này thì 2 vạn ưu bà tắc trong thành xá vệ để phát tâm bồ đề được định niệm Phật, thường ở trong định thấy Đức Phật nói pháp. Đức Phật nói với phụ vương rằng, người ác tà kiến khi thấy Đức Phật đi còn được vô lượng phước đức như thế này, huống gì là người quán tưởng sự đi của Phật và tượng Phật. Vua gia bạch Phật rằng, Phật mẫu Maya sẽ lên cõi trời đáo lợi, Đức Phật hôm nay có tướng ánh sáng thần thông đầy đủ, chừng nào sẽ đến vì mẹ nói pháp. Đức Phật nói với vua cha rằng, Như Lai sẽ đúng như pháp bước đi của chuyển luân thánh vương, từ cõi diêm phù đề lên cõi trời đáo lợi thăm hỏi đàn Việt và nói pháp nhiệm màu. Lúc ấy trong hội có vị đại bồ tát tên là Trì Địa liền đứng dậy nhập vào tam muội tủ lăng nghiêm. Nhờ năng lực của tám mũi nên từ bọt cõi kim cương mà kim cương làm vòng, kim cương làm hoa, rồi từng hoa kế tiếp nhau ra khỏi cõi diêm phù đề. Bốn vua Rồng Đáng Đà, Bạc Đăng Đà, A Nậu Đạt Đa, Ta Già La, vân vân đều đem bảy báu đi đến chỗ ngài Trì Địa.
Họ dâng bảy báu để vị Đức Phật Thế Tôn là ba đường thềm báu. Bên trái bằng bạc, bên phải bằng pha lê, chính giữa bằng vàng ròng. Từ bờ cõi kim cương của Diêm Phù Đề lên đến cung trời Đao Lợi, mỗi thềm báu có bảy lớp lan can. Những lan can đó do trăm ức châu báu tạo thành, có trăm ức ánh sáng. Mỗi ánh sáng có trăm ức hoa báu, trong mỗi hoa có vô lượng nhạc cụ tự nhiên vọt ra. Bây giờ Bồ Tát Trì Địa đem hằng hà sa số hoa sen bảy báu bày ra cho ở chỗ bước chân đi của Đức Phật. Ở bên đường thềm dựng lên các cờ báu, có vô lượng phương báu treo trên đầu những cờ báu ấy. Chia khắp bên trên là hàng trăm ức lòng báu. Chư thiên cõi trời Đáo Lợi mưa xuống hoa mạng Đà La, hoa đại mạng Đà La, hoa mạng Thù Sa, hoa đại mạng Thù Sa để trang trí vùng ấy. Vua trời Phạn tay nâng lò hương cùng với hàng vạn phạm chúng đều đứng hầu bên thềm. Mỗi làn khói thơm như mây lưu ly đầy khắp hư không. Trong mây ấy có trăm ngàn loại âm nhạc chẳng đánh mà tự trỗi lên. Vua Rồng Đan Đà đem bụt tôm hải thưởng ngạn chiến đàn tung trải tràn lan trên đường đi. Ánh sáng hương thơm tỏa lên như ánh vàng ròng rực sáng, cao đến một cây đa la, rồi hóa thành đài vàng. Vô lượng chư thiên đem chuỗi ngọc của trời trang trí đường thềm. Những vậy chúng cúng dường, như vậy nhiều chẳng thể kể xiết. Bây giờ Đức Thế Tôn ở cõi Diêm Phù Đề, tay cầm ba y, bảo A Nan, Đang Đà, La Hô La và 500 vị tỳ kheo bước chân trên mặt đất mà đi. Khi nhấc bước chân, đầu tiên thì đất chấn động 6 cách. Khi hạ chân xuống thì đất sinh ra cung điện báu như cung của vua Phạm Thiên. Từng cung điện tiếp theo nhau treo giữa hư không. Vầng sáng lên theo sau Đức Phật. Ở bên đường bậc thang, Bồ Tát Trì Địa, Bồ Tát Di Lặc cùng 1.000 vị Bồ Tát đồng thời chắp tay, dùng hàng vạn ức âm thanh ca vịnh vô lượng đức hạnh của Đức Như Lai. Bấy giờ Phạm Vương cùng với vô số trăm ngàn các Phạm Thiên tay nâng lò hương và vô lượng nhạc cụ để cúng dường Đức Phật. Đứng hầu ở bậc thềm bên trái, Thích Đại Hoằng Nhân và vô số thiên tử cùng hàng trăm ngàn thiên nữ trỗi nhạc đàn ca cùng đứng hầu ở bậc thềm bên trái. Vô số đại chúng thanh văn Bồ Tát đứng hầu ở bậc thềm bên phải. Khi ấy Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng lớn, chiếu soi bên đường bậc thang. Ánh sáng ấy như mây, có trăm ngàn ức màu sắc, giống như nhiều lầu đài. Đức Phật ở trong ấy với 84.000 vị hóa Phật xung quanh, 500 chư Phật phân thân cùng với Đức Phật đều đắp y mang bát uy nghi an tường. Các Đức Phật phân thân cũng có A Nan, Đang Đà làm thị giả, ma ba tuần ở trong hư không cùng với chúng ma tán tụng kệ hay phi diệu khen ngợi công đức của Đức Như Lai. Thích Đại Hoằng Nhân thưa phu nhân Ma Gia rằng: Đấng Thế Hùng Như Lai vì báo ân nên đi đến chỗ này. Phu nhân Ma Gia nghe Đức Phật đến đành sai các thiên nữ đem các châu báu cõi trời âm nhạc trời và hoa mạng Đà La đứng ở bên đường bậc thang mà kênh đón Đức Thế Tôn. Lúc bấy giờ Đức Như Lai nhất chân hạ chân hiện ra vô số cung điện. Mỗi cung điện có 500 vị hóa Phật ngồi kiết già. Mỗi Như Lai có 500 vị Bồ Tát làm thị giả. Lúc đó 500 Đức Phật Thích Ca văn vân phân thân vào cung trời Đao Lợi. Chư Thiên vui mừng nói kệ này: Phật Tỳ Bà Thi, đấng các tường nhất, cũng phóng ánh sáng đi đến nơi này. Đức Phật Thi Khí, đấng các tướng nhất, hóa thân vô số đi đến nơi này. Phật Tỳ Xá Phù, ánh sáng bạch hào, soi sáng khắp cùng đi đến nơi này. Phật Câu Lâu Tôn, ánh sáng khuôn mặt, soi cõi mười phương đi đến nơi này. Phật Câu Na Hàm, hóa thân vô số phóng ánh sáng lớn đi đến nơi này. Đức Phật Ca Diếp, thân như đại báu, chân bước hư không đi đến nơi này. Phật Thích Ca Văn, 500 phân thân, vô số hóa Phật soi sáng khắp nơi. Để đến chỗ này, Bồ Tát Di Lặc, Tôn giả Hiền Kiếp cũng phóng hào quang đi đến nơi này. Chỗ này lành tốt, vô di an lạc, nơi Đức Phật ở, đất Mâu Ni Sinh, tên Niết Bàn Quật, người tuệ trí độ. Bây giờ Đức Thế Tôn vào cung Đao Lợi, phóng ra ánh sáng tướng lông trắng giữa hai chân mày. Ánh sáng ấy hóa thành một lọng lớn bằng bảy báu chia bên trên bà Ma Gia.
hóa ra giường trang trí bằng bảy báu, dâng lên cho phu nhân ngồi. Maya, mẹ của Phật, thấy Đức Phật vào cung, chắp tay cung kính đảnh lễ Đức Phật. 500 vị hóa Phật đồng thời duỗi cánh tay. Chư thiên giữ lại chẳng cho bà lễ kính. 84.000 vị hóa Như Lai đều đứng dậy. Lúc ấy trong cung của phu nhân Maya tự nhiên phóng ra 500 ức ánh sáng. Trong ánh sáng này có đài báu lớn, trên mỗi đài báu có 10 phương Phật. Cái Đức Phật như vậy tự nói lên danh hiệu và an ủi mẹ của Phật. Phương Đông, Đức Phật thiền đất đem hoa báu đẹp đẽ tung lên trên Đức Thích Ca Mâu Ni và phu nhân Maya. Hoa hóa thành chiếc lọng hoa. Trong lọng hoa ấy có hàng trăm ức vị hóa Phật đứng dậy chắp tay thăm hỏi mẹ của Phật. Phương Nam, Đức Phật chiên đàn đất đem hoa sen báu tung lên trên Đức Thích Ca Mâu Ni và mẹ của Phật. Hoa hóa thành lọng hoa. Trong lọng hoa có vô số hóa Phật đứng dậy chắp tay thăm hỏi mẹ của Phật. Phương Tây, Đức Phật Vô Lượng Minh dùng hoa sen báu tung lên trên Đức Thích Ca Mâu Ni và mẹ của Phật. Hoa hóa thành lọng hoa. Vô số vị hóa Phật chắp tay đứng dậy thăm hỏi mẹ của Phật. Phương Bắc, Đức Phật Tướng Đức dùng hoa sen báu tung lên trên Đức Thích Ca Mâu Ni và mẹ của Phật. Hoa hóa thành lọng hoa. Vô số vị hóa Phật chắp tay đứng dậy thăm hỏi mẹ của Phật. Phương Đông Nam, Đức Phật Vô Ưu Đức. Phương Tây Nam, Đức Phật Bảo Thí. Phương Tây Bắc, Đức Phật Hoa Đức. Phương Đông Bắc, Đức Phật Tam Thừa Hạnh. Phương Trên, Đức Phật Quảng Chúng Đức. Phương Dưới, Đức Phật Minh Đức. Những Đức Phật như vậy đều dùng hoa báu tung lên trên Đức Thích Ca Mâu Ni và mẹ của Phật. Hoa hóa thành lọng hoa. Trong mỗi lọng hoa có vô số vị hóa Phật đứng dậy chắp tay thăm hỏi mẹ của Phật. Lúc này trong cung đau lợi đầy những vị hóa Phật, Phật mẫu Ma Gia. Trên đỉnh đầu tự nhiên hiện ra những phẩm vật cúng dường, vô lượng cờ phướng cúng dường các Đức Phật. Trong cờ phướng có âm thanh nhiệm màu khen Phật, khen Pháp, khen Tỳ Kheo Tăng. Đức Phật bảo A Nan rằng, đó gọi là Như Lai từ cõi Diêm Phù Đề lên cung trời đau lợi, dưới ánh sáng sắc tướng và những việc thần toàn biến hóa. Sau khi Phật diệt độ, các đệ tử của Phật nếu quán tưởng được như vậy thì gọi là chánh quán, nếu quán khác đi thì gọi là tà quán. Người quán tưởng như thế tiêu trừ được một tội sinh tử trong một ức kiếp. Lúc sắp qua đời, được thấy chư Phật mười phương, chắc chắn được sinh đến cõi Phật thanh tịnh ở phương khác. Đức Phật bảo A Nan, ông đem lời nói này, giảng nói rộng rãi cho các chúng sinh đời vị lai. Người nghe lời này, suy nghĩ ý nghĩa đó, và biết người đó được sự che chở hộ trì của các Đức Phật mười phương sau khi qua đời, nhất định sẽ sinh ra trước mặt các Đức Phật. Đức Phật nói với vua cha rằng, sao gọi là Đức Như Lai từ lúc trời đau lợi xuống cõi Diêm Phù Đề với sự ứng biến của tướng ánh sáng? Lúc ta mới xuống, vô số thiên tử trăm ngàn thiên nữ theo hầu Thế Tôn, chỉ thấy duy nhất một vầng tròn ánh sáng của Phật rộng tầm, một tầm, phóng ra hàng trăm ngàn ánh sáng, chân bước vào hư không, đi theo bậc thềm mà xuống. Trong ánh sáng của Phật có hình tượng vị hóa Phật hiện ra, từ ánh sáng của Phật phát ra dẫn đường đi trước Phật. Lúc đó, vua Ưu Điền kính bộ Đức Thế Tôn, đúc vàng làm tượng, nghe Phật sắp xuống, vua cho voi chở tượng vàng đi nghênh đón Thế Tôn. Tỳ kheo ni liên hoa sắc hóa ra núi Lưu Ly, ngồi kiết già ở trong hang núi, với vô lượng phẩm Phật cúng dường phụng nghênh Thế Tôn. Bây giờ tượng vàng từ trên mình voi hạ xuống giống như Phật sống, chân bước vào hư không, dưới chân mưa hoa cùng phóng ra ánh sáng đến nghênh đón Thế Tôn. Tượng vàng đúc bậc chắp tay đảnh lễ Phật. Bây giờ Thế Tôn cũng lại quỳ gối chắp tay hướng về tượng. Lúc ấy trong hư không có hàng trăm ngàn vị hóa Phật cũng đều chắp tay quỳ gối hướng về tượng. Bây giờ Đức Thế Tôn nói với tượng rằng, vào đời sau Ngài sẽ làm Phật sự lớn. Sau khi ta diệt độ, những đệ tử của ta xin đem phú chúc cho Ngài. Các vị hóa Phật ở trong hư không khác miệng đồng thanh đều nói lên rằng, nếu có chúng sinh sau khi ta diệt độ tạo lập hình tượng, đồ dùng cờ phướng lọng hoa, các loại hương thơm cúng dường, thì người đó đời sau nhất định được tam muội niệm Phật thanh tịnh. Nếu chúng sinh nào biết lúc Phật từ trời đó lợi xuống
với đủ thứ tướng mạo mà nhất tâm chánh niệm để suy nghĩ thì nhất định được thấy Phật. Đức Phật bảo A Nan rằng, sau khi Phật diệt độ, những đệ tử của Phật biết sự biết việc Phật Như Lai xuống từ cõi trời đau lợi và thấy tượng Phật thì tiêu trừ được nghiệp ác cực nặng trong 1.000 kiếp. Người quán tưởng như vậy gọi là chánh quán, nếu quán khác đi thì gọi là tà quán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phật thuyết Tam quán Phật Tam muội hải kinh quyển 6.